Chúng ta sang bài số 4. Tất cả học sinh của lớp 4A xếp thành 4 hàng thì được 17 em một hàng. Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ 8 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Đề bài cho chúng ta này. Lớp 4A xếp thành 4 hàng. 4 hàng như này. Đây là 4 hàng. Và mỗi hàng có 17 em. 17 em. Từ sự kiện này chúng ta dễ dàng tính được tổng số học sinh của 4A sẽ bằng 17 x 4 và bằng 68 em. Đề bài cho bạn nam nhiều hơn bạn nữ 8 em. Như vậy chúng ta dễ dàng thấy hiệu bằng 8. Vậy bài toán là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Và số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ. Như vậy số bạn nữ đóng vai trò số bé bằng tổng trừ hiệu chia 2. Vậy bước đầu tiên chúng ta đi tìm tổng số học sinh của lớp 4A. Tổng số học sinh 4A sẽ bằng 17 nhân 4 bằng 68 đơn vị em. Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ 8 em. Như vậy số bạn nữ đóng vai trò số bé. Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng lớp 4A có số bạn nữ. Số bé thì bằng tổng trừ hiệu chia 2, tức bằng 68 trừ 8 chia 2. 68 trừ 8 bằng 60, 60 chia 2 được 30 đơn vị em. Biết học sinh nữ rồi thì chúng ta dễ dàng tính được số học sinh nam bằng tổng 68 trừ đi 30. Và chúng ta trả lời bài toán rằng lớp 4A có số bạn nam. Số bạn nam sẽ bằng 68 là tổng này, trừ đi 30 bạn nữ và kết quả bằng 38 em. Hoặc em có thể lấy 30 cộng với 8, hoặc chúng ta có thể lấy 68 cộng với 8 chia 2 cũng đều ra kết quả các em nhé. Vậy các em đáp số bài toán. Đáp số bạn nam bạn nữ. Bạn nam có 38 em. Bạn nữ có 30 em.